Ai thánh chủ đi nhất vui vẻ đền dòng xe ra hồi cung tiên thánh thường ngàn dâng văn tín thánh trên tham đồng mê quân tuần quang dám ngày đề chứng ấy trên ngàn gió quấn dùng tay thank you.
xuân sắc đẹp tốt tươi rừng già, lên mê ngàn mùa đăng hai hoa. Đổ vào là đất xòe ra mi là trời, cứ đêm 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 mà biến hiện đi ra người. Tay tiền đô đô miệng chỗ cười xin đường lên nơi xưa.
Tân Long Lâu Điền các vị nào bằng cành nghỉ hát mi lâm san đền thờ châu lục trên ngàn. Đền thờ châu lục trên ngàn cây xanh che phủ xóm là mi lỡ thơ đường dốc núi ra hồi cung đầy tướng bát ngàn dâng văn đi chờ tang bát ngàn tiến la có ai về thăm mê tình thái bình
tình tố đất xoay dừa hận hận tù nhà nước vận mì hướng long ơi chàng chàng sĩ anh hồn tình xin dám cho lòng thiêng ra kim chi ngọc diệp danh danh hình mời châu mẹ khách danh nhất phàm trần anh mi cho bé từ lễ chiều quốc mê sử con đi ghi danh nhì thường nam bắc trung kỳ thank you.
tam tòa đề thánh chữ tâm mi thành đồng, tam tòa đề thánh chữ tâm cho thành đồng. Thank you.
dưới động đình. Bảo hà
đền phụng mì sư thờ đón nung tô nữ dâng hoa thu vui thú vui điếu thuốc chèn trà thank you.
mạnh quân cơ càng đặc nhằm nung gang thành sắt hình ra hồi cùng trấn thủ Nghệ An Đức Hoàng trồng cây chúng con lại nhớ tới người chữ tiệc vui hôm nay Thanh Đồng họ Nguyễn con đón được Hoàng Mười trong tỉnh Nghệ An thầy tiền đồng chúc rượu đào nhất tuần xưa nâng lên bề ngọc cảm bó nâng mời và mời giúp quan Hoàng Mười xưa bắt để tay tiên giọt chén rượu đào dâng đi tuần đi sớ dâng lên đi tà bóng để các cô dâng mời và mời giúp quan Hoàng nhất tuần sơ nhì tuần đáng hoàng đã hiến cạn rồi dâng tam tuần trung dâng lên đi bể ngọc kính vua tà bố để các cô dâng mời là thời giúp con hoàng người sống cưới con xích thủy sông Hoàng Mười vũ đất Nghệ An ra hồi cùng là bóng cô bơ mẫu hiền xanh là bóng cô bơ lên tô xuống rộng mì ba tòa ba tòa thủy cung
dâng tiến văn mời. Làm lễ dâng nhang cô về đồng, làm lễ dâng nhang cúc cung vòng bay, mười phương của độ trì dâng hương miệng niệm thủ bí. Sai cô xuống nghi dương gian ngự động vốn xưa cô ngự ba bông. Cô gọi đò mà chẳng thấy chú lái đò thương. Đò này bơ chú lái đò đi đâu mà để cho cô bơ tôi càng chờ, cô bơ tôi càng đợi mà chưa phiền trầu chân cô bước xuống thuyền. Chân cô bước xuống thuyền phách rằng thì phách nhất, phách nhất cô ơi, phách hai cô đợi gì, phách hai cô đợi gì, phách ba cô cầm trẻ, phách ba cầm. Xin cô mở lại ra hoan hò du quan, hàn thác cô trèo ra hoan hoan du quan, cô mặc áo trắng hoan hoan du quan, miệng lại cười duyên hoan hoan du quan, lòng này cô dịu ra hoan lại hò trèo mì lên trên ngàn hoan hoan du quan, hái quả đào tiên hoan hoan hò đem về dâng mộng quan quan du quan, lấy công danh cho đồng quan quan hò quan, rồi sực nhớ ra quan quan hò quan rằng ngày hôm nay quan quan du quan Long Vân Khánh hội quan quan du quan họ Nguyễn Bắc Kế quan quan du quan triều thỉnh mong cô về hò quan du quan Tam Giang Linh Tử quan quan hò quan ngắm cảnh ngắm đề quan quan du quan đến xinh cảnh đẹp mọi bề phong quan hò du. Cảnh là
ngày nay. Hãy
chứa đầy. Trên ngàn cung
nguyện hoa tứ cầu. Thank you.
chương là 18 tính nhỉ. Cầu uống chén rượu cầu đánh vắng cầu cao thật vì là cao tính tay tiền rót nên chén rượu đào nhất tuần sư nâng lên đi về ngọc để các cung mi nâng vào ô hòa vào giúp cậu bự hoàng nghỉ xuôi. Mi hồi quỳ tiên đi rót chén rượu rời nhị tuần áo dâng lên mi cúng mẫu để các cô mi nâng mời là mời rước cầu hoàng nghỉ xuôi. Ôi mi hồi quỳ tiên rót chén rượu rời tam tuần chung nâng lên đi bề ngọc để các cô mi nâng mời là mời rước cầu trăm mi phần. Hồi đã tan rồi chia tay thôi cầu ơi, 19 ngôi cao to thương thanh đồng để em lại lên cầu ơi đừng quên nhé. Chúng con mong chờ cầu từng giờ từng giây, chúng con mong chờ cầu hoa sớm về đây. Cầu hoa ơi, trăng rằm mùa thu, trăng về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước. Thường Châu xin bạn hỏi một tràng pháo tay thật to.